mùa dịch Covid. Cả nhà đi dạo biển. Bông chạy đi đâu đây? Nuôi thêm một con nữa. Mà để họ cho đóng thì đây. Dạ. Đà Nẵng những ngày dịch Covid rất là êm đềm. Cả nhà đang đi dạo trên biển. Rừng thông. Bông ơi, sướng bay, bông đi theo ba kìa. Ô, biển Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng những ngày Covid. Bông này, sổ bông ra biển, sướng. Biển Đà Nẵng đây. Biển Đà Nẵng quá đã luôn. Bông đâu rồi? Biển Đà Nẵng mùa Covid, một buổi sáng trong lành. Biển sóng nhẹ nhẹ rất là êm. Thanh Niên Vân. Xa xa là cảng đây em. Đấy, bên kia là cảng đấy. Cảng Tiên Sa đấy. Nước ngoài làm. Đấy, dọc đây là cái rừng dương mà dọc đường Nguyễn Thất Thành đấy anh. Con bông nhà mình này. Chó bông nhà mình. Ui, chạy như là con sóc. Dọc đây là các cái khu mà tắm nước ngọt ấy, là đóng cửa hết rồi. Người dân đi tắm trên biển thôi. Bông ơi! Bông ơi! Bông bông. Bông vậy. Bông ơi.